Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin nóng nhất trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 17 tháng 7. Chốt các mốc tiến độ trước mắt của dự án sân bay Long Thành. Ngày 16 tháng 7, chủ trì phiên họp ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo, đã chốt các mốc tiến độ cần hoàn thành trong một tháng tới của dự án trọng điểm này. Các ý kiến tại cuộc họp cho biết, việc bố trí nguồn vốn cho dự án được bảo đảm. Phó Thủ tướng chốt các mốc. Đến ngày 30 tháng 8 hoàn thành đóng cọc móng, để tháng 10 năm 2022 khởi công nhà ga hành khách. Yêu cầu Đồng Nai hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 trong tháng 7 năm 2022. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 7 hoàn thành phê duyệt thiết kế nhà ga, công trình có giá trị 40.000 tỷ đồng. Nếu không xong thiết kế vào ngày 30 tháng 7 thì chưa thể thực hiện đấu thầu, ảnh hưởng đến tiến độ khởi công nhà ga vào tháng 10 năm 2022, cũng như ảnh hưởng đến việc đưa sân bay vào hoạt động vào năm 2025. Hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật đường băng trước ngày 30 tháng 9 để có thể khởi công đường băng vào tháng 12 năm 2022. Đến cuối năm nay, toàn bộ công trường khu vực xây dựng 1.810 ha phải sôi động. Đây là cơ sở, tiền đề để đưa dự án vào khai thác năm 2025. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, không cho phép khâu nào chậm. Bộ máy làm đêm làm ngày, chỗ nào vướng thì báo cáo ngay để có thể hoàn thành dự án vào năm 2025, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn chậm. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện việc giải ngân, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để được hướng dẫn. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, so với khoản tiền cần phải giải ngân hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động, thì tỷ lệ đã giải ngân được còn rất thấp. Việc thấp do nhiều địa phương chờ nguồn kinh phí hỗ trợ. Bên cạnh đó, một số địa phương sợ sai nên yêu cầu thêm các xác nhận. Trong yêu cầu chỉ cần xác nhận của chủ nhà trọ, nhưng nhiều nơi yêu cầu cả xác nhận của chính quyền địa phương, xã, phường. Ông Thanh nói và cho biết, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn các địa phương về thực hiện các thủ tục. Ngoài ra, theo ông Thanh, một số doanh nghiệp sợ sai nên khi lập danh sách và nộp bảo hiểm xã hội còn chậm. Xuất khẩu lốp xe thu về hơn tỷ đô la Mỹ, Mỹ chiếm đến 2/3. Ông Võ Hoàng An, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Cao su Việt Nam, cho biết riêng 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu lốp xe của Việt Nam đã tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt hơn 1,1 tỷ đô la và chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm cao su của Việt Nam. Trong số hơn 140 quốc gia mà Việt Nam đã xuất khẩu lốp xe, ông An cho hay Mỹ vẫn là thị trường chủ lực, chiếm gần 60%, với kim ngạch ước đạt gần 650 triệu đô la và tăng gần 38% so với cùng kỳ 2021. Việt Nam hiện có hơn 150 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lốp xe. Tuy vậy, phần lớn những doanh nghiệp thuộc top 10 doanh nghiệp xuất khẩu lốp xe thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Siết nhà hai giá, thu thuế mua bán bất động sản tăng 68,6%. Các cục thuế địa phương đã phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện nhiều giải pháp chống thất thu trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị, kết quả thu thuế từ chuyển nhượng bất động sản đã tăng mạnh. Để chống thất thu thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế, Cục Thuế địa phương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh, xây dựng dữ liệu giá giao dịch bất động sản để công khai, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tính chung trong cả nước, năm 2021, số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản đạt 21.000 tỷ đồng, tăng hơn 4.900 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2020. Sang năm 2022, chỉ trong 5 tháng đầu năm, kết quả thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 68,6% so với cùng kỳ năm 2021. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống vi phạm trong mang thai hộ, thụ tinh ống nghiệm. Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế Đinh Anh Tuấn vừa có văn bản yêu cầu tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật trong mang thai hộ, thụ tinh trong ống nghiệm. Bộ Y tế cho biết gần đây tình hình mang thai hộ vì mục đích thương mại đẻ thuê, lựa chọn giới tính thai nhi diễn biến phức tạp,
yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy trình, tránh nhầm lẫn, hoán đổi tinh trùng, noãn, phôi và phổ biến đến tất cả nhân viên. Quy trình lấy mẫu tinh dịch có nội dung lấy tại bệnh viện, đảm bảo lấy đúng người. Bộ Y tế cũng khuyến khích các cơ sở đầu tư phần mềm quản lý các trường hợp cho nhận tinh trùng, trứng, noãn, phôi, xây dựng quy trình tiếp nhận, vận chuyển giữa các bệnh viện để phòng tránh việc tráo đổi. Về chỉ định mang thai hộ, cần được xét duyệt kỹ và có đối chiếu chéo các loại giấy tờ để đảm bảo quan hệ thân thích giữa người nhờ và người mang thai hộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát nội bộ, chống tráo đổi và nhầm lẫn tinh trùng, noãn, phôi. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.